đám cưới em là cô dâu. Đám cưới chú rể là ai? Và sau này mình sẽ là một gia đình, là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi xinh. Hạnh phúc ta cùng nâng ly. Cầu chúc trên con đường đi. Ngập tràn tình yêu mình chia sát bao vui buồn. Ta bên nhau tới đầu bạc răng long. Ngày cưới hạnh phúc. Ngồi viết thiệp cưới mà em như mơ. Ngồi ngắm anh cưới lòng em vui thẫn thờ. Sau bao nhiêu tháng năm đợi chờ, giờ em rạng rỡ vây cưới cô dâu. Nụ cười mẹ cha nao nức trẻ thơ. Bạn bè chúc phúc lòng anh bao bất ngờ. Anh hạnh phúc như chưa bao giờ. Nguyện bên em xây ngôi nhà ước mơ. Đám cưới em là cô dâu. Đám cưới chú rể là ai? Và sau hôm nay mình sẽ là một gia đình, là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi xinh. Và chụp hình quay phim. Xin hân hoan chào đón quý vị và các bạn trẻ nam thanh nữ tú gần xa đã đến tham dự buổi lễ thành hôn ngày hôm nay của chú rể Quang Thịnh và cô dâu Thu Châu. Và Minh Trang xin phép thay mặt cho gia đình xin gửi lời đến toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời chào mừng thân thương nhất. Vâng, kính thưa quý vị, thế giới không có tình yêu thì mặt trời sẽ tắt. Bởi lẽ tình yêu là chân lý, là lẽ sống của mọi thế hệ và mọi thời đại. Chính vì thế, từ ngàn năm nay, mãi tận ngàn sâu, tình yêu luôn là hướng đi, là ánh sáng đưa ta tới đến bờ hạnh phúc và vĩnh cửu. Và ngày hôm nay, trong thời gian quen biết và yêu thương nhau, chú rể Quang Thịnh và cô dâu Thu Châu đã chính thức nên vợ nên chồng ngày hôm nay. Và Minh Trang xin mời quý vị không phải đợi lâu nữa. Minh Trang xin mời quý vị hãy hướng mắt về phía bông hoa để chào đón đôi bông hoa đẹp nhất và hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay. Bây giờ Minh Trang xin mời chú rể Quang Thịnh hãy nắm chặt tay cô dâu Thu Châu và cùng bước lên sân khấu. Trong cuộc sống và tình yêu thì chú rể Quang Thịnh và cô dâu Thu Châu đã tìm hiểu lẫn nhau và yêu thương nhau, và họ cũng đã trải qua lẫn niềm vui lẫn nỗi buồn trong tình yêu. Và khi hai trái tim đã hòa cùng một nhịp đập và khi đôi bạn đã quyết định đi chung một nhà và gạo đã nấu thành cơm, thì hai bạn đã chọn cho mình một tổ ấm hạnh phúc. Và một lần nữa Minh Trang xin mời các bạn trẻ gần xa cho một tràng vỗ tay nữa thật lớn. Tell me, can you feel my heartbeat? Tell me, as I kneel down at your feet. I knew there would come a time when these two hearts would entwine. Just put your hand in mine forever. For so long I have been an island where no one could ever reach these shores. We've got whole lifetime to share, and I'll always be there, darling, this I swear. So please
say are true. And don't deny me. Cho cô dâu Thua Châu là bà xã của mình một nụ hôn ngọt ngào và kỷ niệm nhất. Các bạn có đồng ý không ạ? Đồng ý thì cho một tràng vỗ tay thật lớn với các bạn ạ. Vâng, Minh Trang xin mời cô dâu và chú rể quay mặt vào nhau và chú rể sẽ trao cho cô dâu một nụ hôn ngọt ngào và yêu thương nhất trong ngày kỷ niệm này trước mặt các bạn thân yêu của mình. Và quý vị khách quý, Minh Trang xin mời chú rể và cô dâu quay mặt vào nhau đi ạ. Và từ từ thôi, đợi Minh Trang đến từ 1 tới 3. Và trên trán, trên môi, trên má thì các bạn trẻ chọn chỗ nào? Vâng, chính là chính xác. Bây giờ các bạn trẻ đến cùng Minh Trang nhé. 1, 2, 3. Ngày hai đứa yêu nhau mòn ước thật nhiều, từ ngày hai đứa yêu nhau lòng ước bao nhiêu, mong và hai đứa có chỉ là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình, đời mình đẹp mãi có em và anh, đời mình đẹp mãi với túp lều tranh. Rồi mình đi kiếm liễu xanh mình kết làm anh, rồi mình xin khóm trúc xinh trồng hết chung quanh. Ngoài vườn hoa cúc hoa mai nào khác chi tranh, ban mai mình ngắm màu hoa, đêm đêm mình ngắm chị Hằng, dù nghèo cuộc sống vẫn thêm hào hoa, đời mình đẹp quá có ai bằng ta. Để anh ngồi bên vai rơi vội đi, anh chỉ anh thôi hiểu, em đã yêu anh rất nhiều, nói anh ngờ giờ anh muốn em phải sớm xa hơn, không thể kiếm tiền. Yeah, 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 yeah.
sao